Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Kinh nghiệm TN. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn bí quyết nấu xôi ngon với nồi cơm điện các bạn nhé. Bởi vì các bạn cũng không đơn giản là các bạn sẽ mua được một cái nồi hay một cái chõ để đồ xôi đâu. Các bạn có thể là đồ xôi lạc này, xôi đỗ chè này, đỗ đen này, với một cách làm tương tự như các bạn nhé. Cái lạc này thì các bạn nên chọn cho mình những cái hạt mốc thôi nhé. Bởi vì ăn những cái hạt mốc này thì nó không tốt cho sức khỏe. Và phần lạc với phần gạo thì tùy nha các bạn nhé. Mình thì mình thích ăn nhiều lạc nên mình thường là cho nhiều lạc hơn. Sau đó các bạn đổ nước vào các bạn nhé. Các bạn cứ ngâm như thế này độ 5-6 tiếng cũng được. Thậm chí nếu như các bạn mà ngâm quá lên 7-8 tiếng cũng được các bạn ạ, cũng không sao lắm đâu. Như vậy là mình đã ngâm xong độ khoảng 6 tiếng rồi các bạn nhé. Các bạn đổ nước vào nồi cơm điện này. Các bạn đổ ít thôi, bởi vì mình dùng ở đây chủ yếu là hơi mà các bạn. Sau đó các bạn cho cái gạo và đỗ hay là lạc mà các bạn ngâm từ hôm trước nha các bạn nhé. Xong đó các bạn chờ cho nó ráo ráo một tí. Đấy, các bạn làm đều rồi nhá. Cái này là mình làm chỉ cho ăn 2 bữa thôi, tức là mình ăn sáng và ăn trưa. Còn nếu như có các bạn mà dùng nhiều ấy, thì nó lại càng dễ hơn. Sau đó các bạn cho vào nồi cơm điện thôi. Rất là đơn giản các bạn ạ. Các bạn đậy nắp lại. Xong là cắm điện. Các bạn cẩn thận nhé, không là điện giật đấy. Vừa tay sờ nước xong thì các bạn bật giống như là nấu cơm thôi. Các bạn nấu cơm như thế nào thì các bạn làm y chang như vậy. Cái nồi này là mình đã phải mở ra một lần đấy, bởi vì là hơi nó bay ra thì nó sẽ bị nhòe cái camera của mình. Đấy, các bạn chỉ cần độ 15 phút là nó có thể chín rồi các bạn nhé. Đấy, mình lấy xôi ra các bạn ạ. Xôi rất là dẻo luôn các bạn. Rất là ngon luôn các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.